Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Trung Quái Apple TV. Hôm nay mình lại có số kèo mới lên cho tất cả anh em nhé. Thì hôm trước mình về được một ít ít giờ đúng không? Thì có về được có mấy cây thôi. Nên là mình cũng gửi cho anh em hết rồi. Đấy, hiện tại ít giờ mình đang hết sạch nhá, ít cũng hết luôn. Thì mấy hôm nữa mình lại về hàng mới, mình lại lên video cho tất cả mọi người nhé. Nói chung thực sự mấy mọi người là ít giờ cái hàng ở bên kia đa số pin nó cao thật. Đa số nó pin cao vãi luôn, mà toàn là hàng Zinap luôn. Nói chung là loanh quanh nó tầm 4 triệu, 5 triệu một tí thì dùng X giờ cực kỳ ngon luôn. Ngon hơn X này, hay là mình mua tao lớt thêm một chút, tao lớt hoặc là X thì mình thêm một chút, lấy X giờ vừa màn to vừa pin trâu nó rất chi hợp lý luôn. Đây này mình lại có một ít hàng full box nữa anh em nhé. Một hàng full box này. Đấy, con này là con Note 13 anh em nhé. Đấy, nguyên siêu, nguyên box, nguyên hộp, vẫn nguyên tem như này. Đây, anh em này, nhìn thấy ok chưa? Đấy, sạc nhanh 33W này, cộng với dây hộp, nói chung là đủ cả cho tất cả anh em nhá. Đấy, đẹp dã man luôn, màu trắng anh em nhìn. Đấy, thôi tí nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em những con này nhá. Đấy, tí mình sẽ chi tiết cho anh em, giới thiệu chi tiết cho anh em những con này. Đấy, toàn là hàng full box luôn. Đấy thì hôm nay mình không để anh em đợi lâu nữa. Mình lên luôn cho mọi người một con gì nhỉ? Mình sẽ lên cho anh em những con rẻ trước anh em nhá. Đấy, đầu tiên là một con iPhone XS màn GX này, một con cuối cùng bản 64GB màu trắng này, XS màn GX. Đấy, máy con này là con cuối cùng luôn, còn mình còn đúng một con này thôi. iPhone XS màn GX, máy quốc tế full chức năng không. À, con này có iCloud anh em nhá. À, sorry anh em, con này mình chưa thoát iCloud thôi. Đấy, mình sẽ thoát iCloud cho anh em. Đấy, hôm trước là cho khách mượn anh em ạ. Đấy, khách mượn. Con này mình đảm bảo cho anh em là máy sạch không có iCloud người nhá. Tí mình sẽ thoát cho anh em. Đấy, con này iPhone XS quốc tế full chức năng 64GB màn GX, pin zin 88. Con này hôm nay mình để luôn cho mọi người với giá nhé, thanh lý luôn là 3,2 triệu anh em nhá. XS 64GB màn GX full chức năng full Face ID 3,200,000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone 11 128GB, hôm trước là để cho mọi người giá 5,2 triệu đúng không? Hôm nay để luôn cho anh em giá 5 triệu. Đấy, hôm trước anh em nào hỏi rồi. Con này là main zin màn zin anh em nhá. Anh em nhìn này, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá. Đấy, main zin màn zin, máy màu trắng, bán 128GB, 11 128GB, 5 triệu đồng cho tất cả anh em luôn. Đấy, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Đấy, 5 triệu nhá. Con này thì màu trắng thì để ok, màu đen nếu anh em vào nền đen, mình có báo cho anh em từ video trước đây đúng không? Mọi người nhìn thấy hơi mờ mờ tím, nói chung thực sự mọi người là tím cực kỳ là mờ luôn, mờ dã man luôn. Đấy, 5 triệu nhá, iPhone 11 128GB 5 triệu đồng quá ngon luôn. 5 triệu 128. Vẫn bảo hành 3 tháng nha anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em iPhone XS quốc tế full chức năng, main zin màn zin, pin thay mới 100%, vỏ đẹp. Đấy, pin thay mới 100%, vỏ đẹp, máy màu đen, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. iPhone XS nhá, XS quốc tế full chức năng 64GB. Bọn này đều là máy Mỹ hết nha mọi người. Đấy, đều là máy Mỹ hết này. Con này mình để cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? iPhone XS 64GB 4,500,000 đồng cho anh em. 4,5 triệu nha mọi người. Ui, sorry anh em nhá. Sorry mọi người. Đấy, mình vào cái máy quay đâm ra là nó bị lộ một chút đây. Mọi người thông cảm giúp mình nhá. Đây, mình đang chỉnh lại đây. Mọi người đợi em một phút. Đấy. Rồi, ok này. Tiếp theo là mình lên cho có anh em nào thích cái dòng đen trắng 4G này không anh em? Hàng chuẩn của công ty luôn anh em nhá. Mã này là mã 6310. Đấy, Nokia 6310. Đấy, con này mình đang bán ở cửa hàng là đang bán là 650, nhưng mà bán cho anh em trên kênh là 600 anh em nhá. Thực sự mọi người, những cái dòng đen trắng này bọn mình nhập thì nó đã hơn 500 rồi. Thế mọi người luôn. Đấy, nhiều 500 rồi. Đây, để cho mọi người 600 nhá. Đấy, nó có hai màu này, một màu xanh, một màu đen này. Nói chung là màu xanh này cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh này là mình còn mua đắt hơn mấy chục nghìn một cái màu đen này đấy. Đấy, màu xanh này đẹp dã man luôn, xanh này đẹp. Đây, mình có thể lấy cho anh em xem nhá. Nói chung là thiết kế rất chi là ok. Ui, nó đóng hộp anh em thôi. Nó đóng hộp rồi, cho có gì anh em nào mà cần thì mình nhắn tin mình sẽ gửi chi tiết cho anh em nhá. Nokia. Đấy, 63104G, hàng chuẩn công ty luôn anh em nhá. Trong đây đã có sạc, có cả sạc cho anh em rồi. Đấy, có cả sạc trong hộp cho anh em rồi. Để cho anh em với giá là 600k em nhá. Nokia 6310, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Đấy, hãng mới, có nghĩa là mã mới thôi, vẫn là của Nokia nhá. Đấy, 600.000 cho tất cả anh em, full box, full hộp. Đấy, cả pin, cả sạc hết ở trong đấy hết, ở hộp dưới này mình để cho hộp dưới này hết. Anh em về có thể tự lắp, nói chung đơn giản lắm, hoặc là mình lắp cho anh em được cũng được, không sao. 600k cho tất cả mọi người nhá. Anh em mua cho bố mẹ ai ông bà dùng thì cực kỳ là ngon, thoải mái luôn. 600.000 nhá.
Tiếp theo là thôi mình để tạm mấy con này ra đây nhá. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone 11 Pro. Đấy, màu vàng gold. Lên luôn cho anh em hai con đi. Mình có hai con mà. À đây, hai con đây. Lên luôn cho anh em hai con đi em nhá. Đấy cho anh em so sánh luôn này. Hai con này đều là zin full zin áp. Một con pin 85, một con pin 83 em nhá, đều là máy zin hết. Không zin tặng anh em máy luôn. Mới ok chưa? Không zin tặng máy luôn. Hai con này một con pin 85, một con pin 83. Hai con này để cho anh em đồng giá đi anh em nhá. Để cho anh em đồng giá là 7.300.000 đồng cho tất cả anh em. Đấy, à một con pin 85 này, con này pin kém hơn, con này pin như là 81 phải. Nhưng một con màu vàng, một con màu vàng, một con màu đen nhá, để cho anh em đồng giá là 7.300.000 đồng cho tất cả anh em luôn. iPhone 11 Pro bản 256GB, mình bao zin full, không zin mình tặng máy mọi người luôn anh em nhá. Không zin mình tặng máy mọi người luôn. 7.300.000 đồng cho tất cả anh em. iPhone 11 Pro bản 256 nha mọi người. Bản 256 chứ không phải là 64 đâu. Đấy, 256GB. iPhone 11 Pro máy này đều là máy Nhật hết nha mọi người. Đều là bản Nhật hết, bản 256GB máy Nhật. Đây, 11 Pro, máy quốc tế full chức năng 256GB. Đấy, con này mình hai con này mình để cho anh em giá đồng giá là 7.300.000 đồng cho tất cả anh em. 7.300 nha mọi người. Tiếp theo là mình lên cho mọi người iPhone XS lên rồi đúng không? iPhone 12. Đấy, iPhone 12 thường, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, màn máy đẹp. Đấy, vỏ zin đẹp luôn, màn cũng zin đẹp, nói chung là bọn này là hàng zin áp nha anh em. Hàng zin áp thì anh em yên tâm đi. Zin áp là sao ạ? Zin áp là những cái con máy nó chưa được mở, nó chưa bị mở ra một lần nào anh em nhá. Nó chưa bị mở ra một lần nào luôn thì nó là hàng zin áp. Còn những cái con nào ví dụ mình thay thế rồi hay là mình thay pin hay thay gì mình sẽ báo cho anh em là đã thay thế. Còn những con này là hàng zin áp mình báo zin full, pin zin 86% siêu cao luôn anh em nhá. Con này mình để cho mọi người máy thì cực kỳ đẹp luôn. Con này mình để cho mọi người giá là 6.800.000 đồng cho tất cả anh em. 6.800.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. 6.800 này. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con, mình liên tiếp cho anh em 12 đi. Đấy, mình liên tiếp cho anh em iPhone 12 đi. iPhone 12 này, đấy cũng là 64GB này. Con màu trắng pin 86, con màu xanh là pin 82. Đấy, như hai con này màu lại sáng hơn một chút. Hai con này lại màu lại sáng hơn một chút. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì nha anh em. Đấy, hàng con này thì mọi người nhìn này. Một con màu xanh và một con màu trắng, ok chưa ạ? Một con màu trắng thì pin 86, con màu xanh thì pin 82. Hai con này mình để cho anh em giá là 7.000.000 nhá. Đấy, iPhone 12 thường màu sáng cực kỳ sáng luôn. Màn zin đẹp không một vết xước em nhá. Màn zin đẹp không một vết xước. Hai con này mình để cho mọi người với giá là 7.000.000 đồng. Đều là máy Nhật hết. Nói chung là bọn này đều là máy Nhật hết. Đây tí mình sẽ tắt hết cập nhật phần mềm lên cho anh em, bởi vì thực sự với mọi người là hình như là lên iOS 18 rồi nhá, thì nó cực kỳ nó tốt thêm tốn pin hơn, mình thêm tốn pin hơn nha mọi người. Đây mình sẽ tắt hết cho mọi người. Bình thường bên kia là người ta không tắt đâu. Người ta cứ để kệ đấy, nên là mình về mình giờ mình sẽ tắt hết đi cho anh em, tắt hết bản cập nhật đi cho mọi người. Mọi người về muốn nâng cấp thì sẽ tự nâng cấp, và không muốn nâng cấp thì mọi người cứ để nguyên. Đấy, iPhone 12 64GB không zin tặng máy nhá, 7.000.000 đồng cho tất cả anh em luôn, màu trắng màu xanh. Đấy, cho anh em tha hồ lựa chọn này. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone 12 128GB mọi người nhá. iPhone 12 128GB pin 85, con này thì để cho anh em ra 8.000.000. iPhone 12 thường, đấy, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, màn hàng zin áp. Con này mình để cho người giá là 8.000.000 nhé. Không zin cũng tặng máy luôn, cho anh em yên tâm. Cứ không zin tặng máy mọi người nhá. Không zin mình tặng máy luôn. Đấy, nên là anh em nào mà đã xem hay là đã mua bán của mình rồi, mua hàng của mình rồi thì anh em yên tâm đúng không? Mình báo như nào thì tình trạng sẽ như vậy luôn. Nếu mà sai tình trạng mình tặng mọi người máy. Con này 8.000.000 nhá, bán 128 pin 85. Đẹp keng, đẹp cũng đẹp, nói chung đây. Anh em tự đánh giá, còn hàng zin áp nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em iPhone 11. Đấy, hết iPhone 12 rồi đúng không? Mình lên cho anh em mã khác là iPhone 11 này. iPhone 11 128GB này. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì nhá. Đấy, tình trạng mình đã báo rõ đằng sau rồi. Đấy, máy zin full. Con này mình để cho mọi người với giá là 6.000.000. Bao nhiêu ạ? Mình để cho mọi người giá là 6.300.000 đồng cho tất cả anh em nhá. iPhone 11 128GB 6.300.000 đồng cho anh em. Đấy, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Những cái con dòng này thì thực sự dòng 128GB nó rất chi là phù hợp với nhiều anh em. Bởi vì 64GB có thể mọi người không đủ, nhưng 256 lại thừa. Đấy, cho nên mọi người mua 128 là quá là hợp lý luôn. iPhone 11 128 nhá, 6.300.000 đồng cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường 64GB, hàng quốc tế, main zin, màn zin, pin mình đã thay mới nhá. Máy Mỹ LLA này. Con này mình báo luôn là mình đã thay pin mới 100% cho mọi người rồi. Đã thay pin mới 100% cho anh em luôn. Để cho mọi người với giá là 6.100.000 đồng. iPhone 11 thường, quốc tế full chức năng, 64GB pin 100%, 6.100.000 đồng cho tất cả anh em. Còn con này là iPhone 11. Đây,
Bọn này là iPhone 11 cũng là 11 thường, cũng hàng zin full zin app, nhưng mà con này hai con này đều pin kém hết anh em nhá. Hai con này mình chưa thay pin, làm nhiều khi anh em cũng muốn, nhiều anh em muốn dùng pin zin sau kém nữa thì anh em thay. Còn này con mình đã thay trước rồi. Đấy, còn mình thay mấy con trước, còn nhiều anh em mình muốn để nguyên thì mình sẽ để nguyên như này. Hai con này mình để cho anh em với giá là con màu trắng này cũng để cho anh em giá là 6,1 triệu anh em nhá. Còn con màu xanh này thì để cho anh em giá là 6,2 triệu. Ok chưa? iPhone 11 64GB 6,1 triệu và 6,2 triệu. Hai con này đều zin full zin app hết nhá. Đấy, màu trắng 6,1 triệu, con màu xanh 6,2 triệu. Anh em thích lấy mã nào cũng được, hai con này đều là máy Nhật hết. Nói chung là hàng Nhật thì mình bán nó cực kỳ lành luôn, ít khi có lỗi lắm. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone X Max 256GB, máy quốc tế zin full, hình thức đẹp, 99 trọng keng, pin zin 85%. Con này thì mình để cho mọi người với giá là 7 triệu đồng anh em nhé. iPhone X Max quốc tế full chức năng 64GB. Con này mình để cho anh em với giá là 7 triệu đồng cho tất cả anh em luôn. iPhone X Max bản 256 nha mọi người, 7 triệu cho tất cả mọi người này. 7 triệu X Max 256GB, màn to pin trâu, màn 6.5 đây. Đấy, cam cực kỳ đẹp, vỏ cực kỳ đẹp, đây nói chung đẹp hết. 6,500,000 đồng cho tất cả anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em iPhone X Max quốc tế full chức năng 64GB. Con này thì bán là con này là pin pin 84%, pin zin nhá. Con này pin zin theo máy là 84, để cho mọi người với giá là màn cũng zin luôn. Đấy, bên zin màn zin pin zin. Con này máy màu đen, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? iPhone X Max pin zin 84%, mình để cho mọi người với giá là 5 triệu bao nhiêu ạ? 5,600,000 đồng anh em nhá. Mình để luôn cho anh em với giá 5,5 triệu đi, 5,500,000 đồng cho tất cả mọi người, 5,5 triệu anh em nhá. X Max quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Đấy, tiếp theo là mình thanh lý hai con iPhone 12 Max đấy, 12 Max màn zin thì mình lại đang hết rồi nhá. Đấy, mình đang không còn thì mình lên cho anh em thanh lý anh em hai con iPhone 12 Max. Bản này là bản đây, X Max này là thay màn bản 256 anh em nhá. X Max quốc tế full chức năng thay màn bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, con này mỗi thay màn thôi, để cho mọi người với giá là 8,900,000 đồng cho tất cả anh em luôn. 8,900,000 đồng cho tất cả mọi người nhá, 8,9 triệu đấy. Pin zin 8x. Còn con này thì là mình báo luôn là nó con này hết pin, con này hết pin rồi anh em nhá. Con này báo thay màn và thay pin anh em nhá, có nghĩa là báo pin này, con này báo pin và thay màn rồi đấy. Còn lại là main hay vỏ hay là pin là zin hết. Main zin này, vỏ zin này, pin thì là thay pin báo pin, và nói chung là nó báo pin và báo màn anh em. Em hiểu luôn là nó báo pin và báo màn. Đấy, con này mình để cho mọi người ra 8,600,000 đồng. iPhone 12 Pro Max bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, 8,600,000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con Note 13 Pro, Note 13 nhé, Redmi Note 13 anh em ạ. Đây con này vẫn full bóc full hộp, ngày qua mình vừa bóc ra cho anh em này, full bóc full hộp mình vừa bóc ra cho mọi người nhá, vừa bóc ra cho anh em đây, cho anh em kiểm tra để cho anh em xem chi tiết bên trong này. Note 13 Pro đẹp dã man luôn anh em ạ. Con này thì mình để cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? Mình để cho mọi người với giá là 4,200,000 đồng. Hôm nay mình để cho anh em giá 4,2 triệu nhá. Đấy, bán 128GB, 4,200,000 đồng, full hộp full bóc cho anh em, 4,200,000 đồng cho tất cả anh em luôn. Note 13 Pro, Redmi Note 13 anh em nhá, 4,200,000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con Redmi C55. Đấy, con này Redmi C55 mình để cho anh em với giá chỉ 3,8 triệu hôm nay thôi. Redmi C55 đẹp như thế này. Ôi đang hết pin rồi. Đây màn như này. Đấy, vẫn cũng full vóc full hộp cho anh em luôn. Đấy, con này full vóc full hộp này. Đấy, con này RAM này RAM 8 256 nhá. Đấy, con này RAM 8 256GB, cực kỳ đẹp luôn anh em nhìn này. Dã man không? Đấy, nó chỉ hơn 3 triệu thôi, 3,800,000 đồng này. Cho anh em nào thích dùng màn to pin trâu này, chiến mọi loại game cho anh em nhé. 3,800,000 đồng, C55, Redmi C55, 3,8 triệu. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con Oppo A3X 5G. Đấy, con này cũng bản 128GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì nha anh em. Đấy, đây, màu cực kỳ đẹp, cực kỳ yêu luôn. Nhìn này, màu hồng cực kỳ đẹp luôn, đẹp dã man. Mình thấy cái màu hồng, màu trắng này là đẹp nhất trong cái hàng Oppo A3X này, là mình thấy hai cái màu này đẹp nhất, ok nhất, nó dùng mình thích nhất, nên là mình lấy toàn màu đẹp về cho anh em thôi. Đấy, con này mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? Con này hôm nay mình full bóc full hộp cho anh em nhé. Đấy, ở dưới này này mọi người này, dưới này nó cũng có sạc, có nhức hết rồi nha mọi người. Đây sạc hết ở dưới này rồi. Đấy, con này full bóc full hộp cho anh em. Con này mình để cho mọi người với giá là 4,100,000 đồng cho anh em. 4,100,000 đồng nhá. Oppo A3X 4,100,000 đồng cho tất cả mọi người. 4,100,000 đồng cho tất cả anh em. Đấy, Oppo A7X. Tiếp theo là mình lên cho anh em iPhone 8 Plus quốc tế full chức năng 64GB, pin mới 100%, vân tay vân chân đầy đủ nhá. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ này. Đấy, pin mới 100% cho tất cả mọi người luôn. Đấy, con này mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? Đây.
Các bạn mình dán cường lực này nó hơi cao anh em nhé. Đây. Đấy. Đấy, mình dán cường lực nó hơi cao cho anh em nên nó không xuống được, đây mình phải ấn mạnh này. Đấy, cái cường lực này nó hơi cao nên anh em chứ không vấn đề gì đâu. Đấy, full box nhá. À con này thì quên anh em lại full box. iPhone 8 Plus 64GB màn to bên châu vẫn là gọi là cái con iPhone gọi là cực kỳ là hợp lý trong cái tầm giá hiện tại anh em nhé. 3.300.000 đồng, màu vàng gold, pin mới 100%, 3.300.000 nha. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus 256GB. Con này mình báo là nó đang hết pin thôi. Đấy, bản 256GB pin 100%. Con này thì chênh con 64 là 300 là 3.600.000 em nhá. 8 Plus 256GB, màu vàng gold, pin 100%, 3.600.000 đồng cho tất cả anh em luôn. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone XS. XS con này thì là màn zin mình thu được của khách này. Đấy, lưng này nó nứt như là cái gì đây. Đấy, con này là màn zin anh em, máy quốc tế full chức năng pin 100 rồi. Đấy, iPhone XS quốc tế máy Mỹ là A64GB, để cho luôn cho anh em giá là 3.700.000 nhá. XS quốc tế full chức năng 3.700.000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con, ba con iPhone 11 Pro Max đây, đều là hàng zin app anh em nhá. Đấy, con màu trắng này thì mình để cho anh em rẻ hơn này. Hai con này là zin app này, để cho anh em với giá là 8.300.000 anh em nhá. 11 Max quốc tế zin full zin app này, màu xanh màu đen này. Đấy là 8.300.000 đồng này. Con màu trắng này thì để cho anh em với giá là 7.900.000 anh em nhá. 7.900.000 đồng cho tất cả anh em. 7.800.000 ấy. Đây này, đây nó phẩy, không phải phẩy mà là nó độc bị tí tí đây thôi anh em. Em nhìn rõ không? Nó bị tí tí đây, sau lưng thực sự không thể nào khó nhìn dã man luôn. Chẳng qua như tình trạng là mình báo rõ cho anh em. Đấy, con này thì để cho anh em giá 7.800.000 rẻ được 500 nhá. Hai con này thì mình để cho anh em với giá là 8.300.000. Đấy, xanh đen là zin full zin áp hết, không zin tặng máy anh em nhé. Con trắng thì để cho anh em giá là 7.800.000 đồng cho tất cả em luôn. Đều là 11 Max quốc tế full chức năng 64GB thôi. Con này đều là bản 64GB thôi nha anh em. Đấy, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Đấy, zin full zin áp này. Con màu trắng này thì là để cho anh em giá 7.800.000. Con hai con này thì để cho anh em giá 8.300.000. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Giá cực kỳ là hợp lý cho anh em. Đấy, thì hôm nay mình có số kèo đây lên cho tất cả mọi người. Người mà đang cần mình mua bán hay tư vấn bất kỳ những cái dòng máy nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất chi nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video ngày hôm sau. Bye bye, chào tất cả anh em nha, chào tất cả mọi người.